Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng chế xe 3 bánh loại đặc biệt. Tại sao lại có thể nói là loại đặc biệt? Bởi vì tất cả những cái phụ tùng phụ kiện trên cái bộ này là dạng hàng nhập khẩu hoàn toàn các bạn nhé, không có một phần nội địa nào ở đây cả. Đấy, tất cả đều là phụ tùng nhập khẩu và nhập loại tốt nhé các bạn nhé. Ở đây thì em sẽ phân tích cho các bạn về tất cả những cái yếu tố loại tốt ở trên cái bộ này. Trong đó có điểm nhấn ba cái phụ kiện: cái cầu, cái số mạnh, số lùi, bộ nhíp. Và đấy là ba những cái mà nó sẽ khác những cái bộ phụ tùng trước đây em đã từng đăng. Thì bên em luôn luôn có cái xu hướng là nhập những cái đồ tốt dần lên theo tháng năm, chứ không chạy theo cái xu thế mà hạ thành chất lượng xuống để giảm giá chạy theo thị trường các bạn nhé. Đấy, thì cái cầu bên em vẫn là dòng cầu các đăng. Loại tải trọng 5 tạ đến 7 tạ. Cầu này thì thực chất có thể chịu tải tối đa là 1 tấn thoải mái, không vấn đề gì cả. Tất nhiên là mình khuyến cáo sử dụng trong tải 5 đến 7 tạ thì nó sẽ độ bền cao. Với một cái cây cầu như thế này ấy, thì với cái cầu 1m1 ở đây ấy, trong cái bộ phụ tùng này ấy, thì cái cầu này là cầu 1m1 thì nó có trọng lượng là khoảng gần 30 kg các bạn nhé. Đấy, tăng bua dày, những cái bát tăm bua này rất là dày này, và được tiện rất là nhẵn nhụi. Đây các bạn có thể nhìn này, tiện rất là nhẵn đẹp, độ sắc nét là cao. Đấy, sơn này mới này, cái này khi mới nhập về nó còn nguyên bọc lỉ chăn và một lớp bao vải dứa nữa, còn đây là mình quảng cáo là mình bóc ra thôi. Đấy, mới tinh như thế này, rất là ít vết chảy xước. Đấy, độ nhẵn này, mịn này, lớp tăng bua thì được tiện trong tiện ngoài, cả những cái phần không quan trọng người ta cũng tiện rất là đẹp. Đấy, đây lớp mặt này rất là đẹp. Đấy, và cái tăng bua này nó rất là dày, vỏ ống dày, cho nên là cân nặng của nó thường thường nó sẽ chênh nhau khoảng 2 kg đến 3 kg so với cái hàng giá rẻ. Vậy để cho các bạn so sánh như vậy, thì đây là cây 1m1 này, thì của nó là gần 30 kg rồi các bạn nhé. Đấy, giới thiệu tiếp theo cho các bạn đến cái bộ nhíp. Nhíp này là nhíp dòng hàng nhập các bạn nhé, hàng nhập của Trung Quốc. Đấy, nhưng mà nó không phải là hàng lội của Việt Nam sản xuất đâu các bạn. Đấy, nên là độ cứng dẻo và cứng là nó tốt hơn rất là nhiều. Một đôi nhíp như này là có trọng lượng là 15 kg và dài là 75 cm các bạn nhé. Đấy, dài 75, đây người ta làm rất là đẹp này các bạn này, khít chuẩn này. Đấy, so với dòng nhíp nội thì phải là của hãng cơ thì mới đạt được chuẩn như thế này, chứ còn nhíp nội mà hàng gia công bình thường ấy thì không thể đẹp được như này, và cái độ cứng đàn hồi không thể bằng được. Nhíp nội khi mà các bạn chở tải mà quá tải, nhíp sẽ dễ bị giãn ra và không đàn hồi trở lại được. Đấy, đấy là đôi nhíp nhé. Nhíp thì bên em trang bị phụ kiện là cũng khá là dày dặn và đẹp mắt. Đấy, đây là cái phần mõ dao động này. Đấy, cái phần này thì sẽ có cao su bắt vào đây và một phần cao su bắt vào đây. Đấy, đây là cái phần đu nhíp. Cái đu nhíp nó có cao su trên và cao su dưới ấy, thì các bạn sử dụng nó sẽ không bị kêu cót két, nó không bị kêu cọt kẹt này khi mà nhún. Nếu như các bạn bắt chặt cái này vào đây mà không qua cái cao su này ấy, thì nó đi nó sẽ bị kêu, nó bị kêu két két ấy. Đấy là do cái hiện tượng này,
cái trục này xoay trên một cái trục sắt, nó sẽ kêu. Đấy. Và khi sử dụng cái mõ nhíp phần đu này, đu sau này, thì bao giờ nó cũng sẽ phải thêm mất hai cái cao su. Đấy, hai cái cao su vào một cái này. Thì bên mình sẽ là 6 cao su một nhíp, tổng cộng là 12 cao su. Đấy, lấy là một cái phần nói về phần nhíp, nhíp hàng nhập các bạn nhé. Tiếp theo thì nói về phần số phụ. Thì hôm nay mình có một thêm một cái dòng số phụ đời mới nhất hiện tại. Nó phần dây cần của nó khác hẳn. Đây, các bạn có thể so sánh dây cần của nó. Cái phần dây này của nó này giống y như dây số của lăm tạ. Rất là to và dễ lắp đặt. Thằng này thì gần như ít phải căn chỉnh. Đấy, thì đây là phần số phụ. Thì cái số phụ đời cũ của nó ấy, thì nó cũng không phải là đời cũ mà nó là loại khác thôi, thì nó là loại này. Đấy, thì mình vẫn bán song song hai loại nhé, tùy theo khách hàng yêu cầu. Đấy, hai loại số phụ này. Chỉ trong video này thôi các bạn nhé, chỉ trong video này nhé, thì là sẽ bán theo cái số phụ này. Còn tất cả những cái video khác các bạn xem, em bán hàng là bán theo video các bạn nhé, chứ không phải lấy video này mua và lại áp video khác, bởi vì số phụ này nó đắt hơn. Nó cũng không đắt hơn nhiều đâu, nó chỉ đắt hơn có 60.000 thôi. Đấy, không đắt hơn nhiều. Lại dây cần này, dây cần rất là to. Trong cái bộ này thì bên em cũng vẫn cứ trang bị cho các bạn hai bộ các đăng. Các đăng này là bằng thép này. Đấy, nhìn rất là dày dẫn này. Đấy, bằng thép này, nó không bị rỗ. Nếu mà cái hàm lượng gang nhiều thì nó bị rỗ. Hai các đăng nhé, hai khớp trượt nhé. Mặc dù có thể đưa một khớp trượt ấy, nó sẽ bớt đi được khoảng 20-30 nghìn, nhưng bên em vẫn trang bị hai khớp trượt, một bộ số lùi này. Đấy, số lùi hàng chuẩn. Đây, đây là thương hiệu bên em đặt đặc biệt dành in luôn tên tuổi lên trên cái số số lùi này. Đấy. Đấy là phần số. Tiếp theo đến phần phanh. Thì có phanh tay. Phanh tay và phanh chân bà. Vẫn có 3 cái đũa phanh này. Một dây phanh này. Và trong đó là có 10 cái tai phanh như thế này. 10 cái tai này thì trong đó sẽ có 3 cái tai là được hàn chập lại. Còn lại là thành 6. Đấy, 10 cái, 2 cái là làm treo này. Và một cái thì dùng cho cái phanh tay kéo kia. Tổng cộng là phải 10 cái mới đủ nhé. Trong một bộ bao giờ cũng phải có 10 cái. Thì các bạn sẽ mua thêm một cái ống 27 nữa. Cái này sẽ có video hướng dẫn, mình sẽ để một cái link hướng dẫn lắp đặt phanh ở phía dưới. Đây là dòng lốp. Lốp này là lốp 400-12. Đấy, đường kính 50, bản rộng là 10. Bánh xe thì khách hàng có thể nâng cấp lên bánh 500-12 thì tùy ý các bạn. Đèn hậu LED xi nhan. Bánh này thì có tải trọng là 355 kg trên một lốp như này, một bánh như này. Đấy. Đây, lốp này là lốp 8 bố này, 8 bố này, 8 BR này, mắc này, 355 kg này. Trên một bánh này, có nghĩa là một đôi bánh này có thể được khoảng 7 tạ, tất nhiên là hơn cũng được. Đôi la răng này thì 4,5 kg. Thì các bạn lưu ý là như thế này này. Thì có một cái dòng la răng nữa của Lam Định sản xuất ấy, hoặc là các cái xưởng Hà Nội nó cũng có, nói chung là hàng nội. Thì cái vành nó phẳng như này, mặc dù sắt thì nó dày hơn ấy, nhưng mà cái độ cứng thì chưa chắc đã hơn, bởi vì là
Thứ nhất là về chất thép, nó không thể bằng cái hàng thép của bên Trung Quốc được, nói chuẩn ra là như thế. Thứ hai nữa ấy, một cái vành nó có LG lồi lõm như này. Thứ nhất là cái mục đích của nó là giảm vật liệu, thứ hai nên là sẽ tăng cứng lên đấy. Thì các bạn cứ hiểu cái nguyên lý như cái vung xoong ấy, tại sao người ta phải dập cong lõm, bởi vì nó sẽ cứng hơn là một cái vành phẳng đấy. Thì các bạn xem tất cả những dòng xe tải hay là xe gì, ô tô con hay gì, thì tất cả cái vành nó đều làm phẳng, thì cái độ cứng của cái vành nó sẽ cao hơn, nó sẽ làm cong như này thì cái độ cứng của nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cái vành phẳng. Tại sao người ta không làm phẳng? Bởi vì một mặt phẳng thì nó không có những độ tăng cứng, những gân tăng cứng như này đấy. Đều nó đều làm có mục đích của họ ấy. Và mình hiểu biết nôm na nó là như thế. Thì em mới nói bộ này là bộ đặc biệt là vì vậy. Thì tất cả đồ là đồ hàng nhập luôn. Một số cái phụ kiện nhỏ thì hàng nội thôi, như cái tai phanh kia thôi là hàng 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 Việt Nam thôi, còn lại mình có thể nói đến 98% là hàng nhập khẩu và loại đặc biệt luôn. Đấy, thì các bạn này xem qua như vậy. Mọi chi tiết về giá thành sản phẩm hay là chất lượng sản phẩm hay là nâng cấp sản phẩm lên nhíp to hơn hay là bánh to hơn thì các bạn liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em.